Đức Maria Mẹ Hội Thánh, trích diễn từ của Đức Phaolô VI, dịp kết thúc khóa 3 Công đồng Vaticano II, ngày 21 tháng 11 năm 1964. Khi suy xét những mối tương quan liên kết chặt chẽ Đức Maria với Hội Thánh, để tôn vinh Đức Thánh Trinh Nữ và để an ủi mọi người chúng ta, chúng tôi công bố Đức Maria rất thánh là mẹ của Hội Thánh, nghĩa là của toàn dân Kitô giáo, cả tín hữu lẫn mục tử, vốn gọi người là mẹ rất mực yêu thương. Và chúng tôi quyết định rằng toàn dân Kitô giáo xưa nay đã tôn kính Thánh Mẫu Thiên Chúa bằng danh hiệu rất ngọt ngào này, thì nay còn phải tôn kính hơn nữa mà dâng lên người những lời khẩn nguyện. Chư huynh đáng kính, đây không phải là danh hiệu lạ lẫm đối với lòng đạo đức của các Kitô hữu, mà trái lại, các tín hữu Kitô và toàn thể Hội Thánh vẫn thích kêu cầu Đức Maria bằng danh hiệu là mẹ hơn các danh hiệu khác. Thật vậy, danh hiệu này dẫn đến lý do đích thực cho lòng sùng kính Đức Maria, vì đặt nền vững chắc trên chính phẩm tước đã được ban cho Đức Maria là mẹ của ngôi lời nhập thể. Vì cũng như thiên chức Thánh Mẫu Thiên Chúa làm cho Đức Maria có những tương quan hết sức đặc biệt với Đức Kitô và làm cho mẹ hiện diện trong công trình cứu độ loài người do Đức Kitô Giêsu thực hiện, thì cùng một cách ấy, những tương quan giữa Đức Maria và Hội Thánh cũng đặc biệt phát sinh từ thiên chức làm mẹ. Bởi lẽ Đức Maria là mẹ Đức Kitô, đấng ngay khi nhận lấy bản tính nhân loại trong cung lòng đồng trinh của mẹ, đã lập tức liên kết thân mình mầu nhiệm của người là Hội Thánh với bản thân đấng là đầu. Vậy Đức Maria, với tư cách là mẹ Đức Kitô, cũng phải được xem là mẹ của mọi tín hữu và mọi mục tử, tức là của Hội Thánh. Bởi thế, chúng ta có lý do để, dù bất xứng, dù yếu hèn, cứ lấy tinh thần, đức tin và tình yêu con thảo mà đưa mắt sốt sắng nhìn lên mẹ. Xưa kia mẹ đã trao ban cho chúng ta Đức Giêsu là nguồn suối ân sủng từ trời, thì nay mẹ không thể không đem lại cho Hội Thánh sự phù trợ từ mẫu của mẹ, nhất là khi hiền thê của Đức Kitô đang hăng say nhiệt thành và nỗ lực chu toàn trọng trách mang ơn cứu độ cho mọi người. Niềm tín thác này, chúng ta được khuyên dạy hãy bền lòng hơn nữa mà nuôi dưỡng và củng cố cho vững vàng. Vì giữa mẹ chúng ta trên trời với loài người vẫn có những mối ràng buộc hết sức chặt chẽ. Mặc dầu được Thiên Chúa ban dư đầy những hồng ân rất trọng đại và tuyệt vời để nên thân mẫu xứng đáng của ngôi lời nhập thể, mẹ vẫn rất gần gũi chúng ta. Mẹ là nữ tử của Adam như chúng ta và do đó cũng là chị em với chúng ta vì cùng chung bản tính loài người. Thực ra, mẹ được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ nhờ công trạng sau này của Đức Kitô. Nhưng ngoài các ơn Chúa ban, mẹ còn nêu gương đức tin hoàn hảo khiến tin mừng ca tụng: bà thật có phúc vì đã tin. Trong cuộc đời phải chết này, khi diễn tả mẫu người muôn đệ hoàn hảo của Đức Kitô, mẹ đã nêu gương mọi nhân đức và đã họa lại đầy đủ các mối phúc Đức Kitô rao giảng. Vì thế, khi quáng diễn sức sống thiên hình vạn trạng và đầy năng động nhiệt thành của mình, toàn thể Hội Thánh nhận Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa làm mẫu gương tuyệt vời mà bắt chước Đức Kitô cách hoàn hảo. Gaudete, benedicere, predicate.